qua việc ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng bị khởi tố liên quan tới vụ trại án đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Dư luận quan tâm không chỉ vì người bị khởi tố hình sự là một thiếu tướng, cựu giám đốc công an mà còn bởi cơ quan đang chủ trì thực hiện các tố tụng vụ án này là công an Quảng Ninh, nơi thiếu tướng Đinh Văn Nơi vừa nhậm chức giám đốc. Trước vụ việc này, tướng Đinh Văn Nơi cũng đã chỉ đạo triệt phá một vụ án khác liên quan tới nhận tiền để chạy điều động. Đây đều là những vụ án lớn với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng cùng với manh khóe tinh vi của các đối tượng. Thế nhưng, sau cùng, tất cả hành vi vi phạm đều bị bóc mẽ. Đầu tiên hãy cùng chúng tôi theo dõi vụ nhận tiền tỷ để chạy án liên quan đến cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca. Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Ông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố bắt tạm giam do bị nghi vấn nhận tiền hàng chục tỷ đồng chạy án cho một số đối tượng liên quan vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Do Trương Xuân Đức, 52 tuổi, giám đốc công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương cầm đầu. Trương Xuân Đức có mối quan hệ thân thiết với tướng Đỗ Hữu Ca, từ thời ông Ca còn làm giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Ông Đỗ Hữu Ca đã nhận hàng chục tỷ đồng của Trương Xuân Đức để giúp chạy án nhưng không thực hiện, đã nộp lại cho cơ quan điều tra trong quá trình thực hiện các bước tố tụng. Thứ hai, cũng là vụ án liên quan nhận tiền bị phanh phui khi tướng Đinh Văn Nơi là giám đốc công an còn nhớ khi còn làm giám đốc công an tỉnh An Giang, ông Đinh Văn Nơi từng chỉ đạo vụ án liên quan Trần Chí Mãnh bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chạy điều chuyển ông Đinh Văn Nơi đi khỏi địa bàn tỉnh An Giang với giá 20 tỷ. Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử 3 bị cáo liên quan vụ chạy án để điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang. Các bị can Vũ Văn Quý sinh năm 1991, thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội rửa tiền. Ngô Văn Trọng, sinh năm 1973, thành phố Đà Nẵng, Hoàng Thị Tâm, sinh năm 1967, thành phố Hà Nội, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, ngay sau ngày xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa xét xử, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cung cấp tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề liên quan vụ án. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang, Trần Chí Mãnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại. Do sợ việc chỉ đạo tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế ở các địa bàn trọng điểm trong tỉnh An Giang của giám đốc công an An Giang Đinh Văn Nơi làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nên Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển công tác công an An Giang đi nơi khác. Khoảng tháng 12 năm 2020, Mãi gặp Đào Ngọc Cảnh, sinh năm 1947, là người quen từ trước, bày tỏ nỗi lòng. Cảnh đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ. Dù biết không thực hiện được, nhưng Cảnh vẫn tìm cách nhờ Ngô Văn Trọng, sinh năm 1973, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, rồi Trọng nhờ lại Hoàng Thị Tâm, sinh năm 1967, huyện Phúc Thọ Hà Nội, với giá 13 tỷ đồng. Cũng như Trọng, Tâm thừa biết bản thân không thể làm được việc tác động điều chuyển cán bộ nên tiếp tục nhờ Vũ Văn Quý, sinh năm 1991, ngụ huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, thực hiện giúp với giá 10 tỷ. Quý cũng biết bản thân không thể thực hiện nhưng vẫn nhận và yêu cầu chuyển trước 5 tỷ làm tin. Dù biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng nhóm Quý, Trọng Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương nhằm tạo tin tưởng cho Mãnh để chiếm đoạt tài sản chia nhau hưởng lợi có thể thấy với cương vị là người đứng đầu công an của một tỉnh và dù có ở an giang hay quảng ninh thì thiếu tướng đinh văn nơi cũng đều làm tốt nhiệm vụ của mình không nề hà khó khăn hay bất kể đối tượng phạm tội là ai từng giữ chức vụ gì từ đó tạo niềm tin sự ủng hộ rất lớn trong lòng nhân dân về công cuộc bảo vệ bình yên cho xã hội mến theo dõi hành trình sự nghiệp của đại tá đinh văn nơi nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và cảm phục trước tài năng tinh thần trách nhiệm công hiến của ông mang lại sự bình yên cho nhân dân tại những nơi mà ông giữ chức vụ để ghi nhận đóng góp của ông đinh văn nơi bộ công an mới đây đã tổ chức công bố quyết định của chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cho giám đốc công an tỉnh quảng ninh Ngày 7 tháng 1 mới đây, Bộ Công an tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm thiếu tướng đối với Đại tá Đinh Văn Nơi. Trước đó, cuối tháng 8 năm 2022, Bộ Công an điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 9. Ngày 24 tháng 12 năm 2022, tại Hội nghị Tổng kết công tác 2022, triển khai công tác phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi được trao tặng huân chương chiến công hạng nhì của Chủ tịch nước. Theo Công an Quảng Ninh, năm 2022, đơn vị đạt được mục tiêu phòng ngừa kiềm chế, làm giảm tội phạm hình sự, giảm 0,7% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ 2021. Kết quả điều tra khám phá các vụ án hình sự của địa phương vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 85,7%, riêng điều tra khám phá án rất nghiêm trọng trở lên đạt 100%. Ngoài ra, công tác đấu tranh với tội phạm hoạt động theo băng nhóm được triển khai bài bản quyết liệt, triệt xóa làm tan rã 70 nhóm. Đáng chú ý, các lực lượng thuộc công an tỉnh triệt phá nhiều đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng quy mô lớn, số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng công tác phòng chống tội phạm về ma túy, tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường đạt hiệu quả cao hơn năm 2021, được Bộ Công an các cấp ngành trên địa bàn tỉnh đánh giá cao. Được biết, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, từng kinh qua các chức vụ như trưởng công an huyện Phong Điền, phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ. Ngày 27 tháng 6 năm 2022, ông Đinh Văn Nơi được điều động bổ nhiệm làm giám đốc công an tỉnh An Giang thay cho Thiếu tướng Bùi Bé Tư, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, ông làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Với những thành tựu đạt được những năm vừa qua, ông Đinh Văn Nơi xứng đáng được ghi nhận với một cấp bậc hàm mới. Từ nay chúng ta gọi ông là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Hy vọng Thiếu tướng Nơi sẽ tiếp tục hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và luôn tạo được niềm tin tưởng từ phía nhân dân. Ngày 4 tháng 11 vừa qua tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng với sự thống nhất cao của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó, có hai nghị quyết liên quan đến nhân sự của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh là nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 và nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2016 đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác đồng thời bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, trúng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Được biết, Đại tá Đinh Văn Nơi, sau 2 năm, 2 tháng làm nhiệm vụ An Giang, đã ghi nhiều dấu ấn đặc biệt được dư luận ủng hộ, góp công lớn trong việc triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm như bà trùm buôn lậu 10 Tường, sới bạc của Nguyễn Ngọc Thuận hay Út Gà, hay điều tra vụ đưa lao động xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia hồi tháng 8 vừa qua. Ngày 31 tháng 8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 9. Tại Quảng Ninh, Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và ông cũng đã có những nhiệm vụ đầu tiên tại địa phương. Đáng chú ý, gần đây một số đối tượng phạm tội sản xuất buôn bán hàng giả có ý định chi 20 tỷ điều chuyển công tác Đại tá Đinh Văn Nơi cũng đã bị Công an tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù.